lý thuyết rồi đúng không? Rồi, một lớn lý thuyết. Lý thuyết này thì ta nghiên cứu cái gì? Trước tiên để tìm hiểu về tổng hợp dao động điều hòa thì thầy trò chúng ta cùng nghiên cứu phần 1 biểu diễn dao động điều hòa bằng vector quay. À, biểu diễn dao động điều hòa bằng vector quay. Đây là phương pháp mà người ta gọi tên là phương pháp giản đồ Fransen ấy, được không ạ? Mời các em nhìn đến đây nhé. Thứ nhất, một dao động điều hòa thì luôn biểu diễn bằng vector quay. Biểu diễn như thế nào? Các em nhìn đây ạ. Chúng ta có hệ trục tọa độ OXY, trong đó có gốc tọa độ. Gốc tọa độ của trục OX đây ạ. Gốc tọa độ O là giao của OX và OY, được chưa nhỉ? Thứ hai, đó là chúng ta có một cái vector. Có một vector, vector OA thì là tên vector A, được không ạ? Có độ dài phải bằng biên độ A. Có độ dài bằng biên độ A. Thứ nhất. Thứ hai là cái vector OA này sẽ hợp với lại trục OX một góc phi, chính là pha ban đầu. Đây, cái phương trình mà ta biểu diễn chính là phương trình x bằng a cos của omega t cộng cộng phi. Nhớ nhá. Thứ nhất, vector OA có độ dài bằng biên độ a. Thứ hai, vector OA này hợp với trục OX trục ngang một góc phi, chính là pha ban đầu của ni độ x đây rồi, của dao động điều hòa, đúng không ạ? Được chưa? Và thứ ba là vector OA này quay xung quanh gốc O với tốc độ góc omega. Các em nhìn đấy ạ. Đó, quay xung quanh tốc độ. Và nhớ chiều dương trong trong vật lý luôn luôn là gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Các em nhìn xem nhé. Thầy nhấn mạnh lại này, khi chúng ta biểu diễn một phương trình dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng cộng phi thì chúng ta có bốn vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, chúng ta phải có hệ trục OXY, được không ạ? Ở đó O là giao của OXY, thầy gọi là gốc tọa độ, được chưa? Vector OA, các em nhớ thầy, vector OA có độ dài bằng biên độ A, và tại thời điểm ban đầu thì vector OA hợp so với lại gì ạ? Trục ngang OX một góc góc phi. Lúc này vector OA thì luôn quay xung quanh gốc O với tốc độ góc là omega, quay đều nhé, và chiều dương luôn là chiều ngược chiều kim đồng hồ, được chưa? Các em nhìn đây, hình vẽ rất đẹp đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta tiếp tục. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi ta đã biểu diễn xong rồi thì chúng ta tổng hợp dao động điều hòa bằng cách như thế nào? Mà các em nhìn tiếp tục. Để tổng hợp dao động điều hòa thì thầy đã nói rồi, thì chúng ta phải có mối tương quan của các dao động thành phần. Ta hình dung thế này này, nó phải có sự giống nhau thì ta mới gộp lại được. Giống như là bạn ấy, chúng ta phải có gì ạ? Cùng cái quan điểm tính cách nào đó thì ta được chơi với được với nhau, đúng không ạ? Đây cũng thế, tổng hợp dao động điều hòa cũng thế nhé. Thứ nhất, chúng ta phải có điều kiện. Điều kiện để tổng hợp được dao động điều hòa đó là gì? Thứ nhất, đó là